Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Những điều cần biết về đá mắt hổ trong phong thủy. Đá mắt hổ từ xưa đến nay luôn là một vật phẩm phong thủy được nhiều người tin tưởng. Nó là một vật phẩm đại diện cho sức mạnh và tài lộc. Để hiểu rõ hơn công dụng và ý nghĩa phong thủy của nó, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây. Một vài nét về mặt đá mắt hổ. Đá mắt hổ hay có tên gọi khác là ngọc mắt hổ là một biến thể thuộc nhóm đá thạch anh và là một loại đá biến chất có màu sắc từ vàng đến nâu đỏ. Trên bề mặt đá có hiệu ứng ánh lụa vô cùng bắt mắt. Đá mắt hổ có thành phần hóa học là SiO2 với độ cứng là 7/10, có ánh thủy tinh rất bắt mắt. Đá mắt hổ có nhiều biến thể với nhiều màu sắc khác nhau như mắt hổ đỏ nâu, mắt hổ vàng nâu, mắt hổ vàng tươi, mắt hổ xanh đen. Loại phổ biến nhất là loại màu vàng nâu. Ý nghĩa và công dụng của đá mắt hổ. Đá mắt hổ được coi là một viên đá hộ thân tuyệt vời. Nó được mọi người mang đi trong các chuyến công tác xa, du lịch để cầu bình an và may mắn. Còn với những người làm nghề đánh bắt cá, các thủy thủ thì thường mang theo bên mình để giúp tăng cao khả năng tập trung tầm nhìn. Trong thạch trị liệu học, chúng được cho là vật phẩm mang đến cảm xúc vững vàng, tâm lý ổn định cho con người. Từ các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chúng có thể tác động đến hệ thống thần kinh, làm gia tăng cảm giác tự tin, sẵn sàng trong mọi hoạt động, giúp đầu óc minh mẫn hơn trong việc quyết định, giải quyết các vấn đề. Trong phong thủy, đá mắt hổ được coi là vật mang đến may mắn, thịnh vượng, sự dũng cảm và giúp phòng trừ tiểu nhân, hóa giải sát khí cho gia chủ. Đặc biệt, theo quan niệm xưa, đá mắt hổ rất hữu ích trong các trường hợp sau. Nếu như bạn luôn có rất nhiều dự định hay trải qua nhiều vấn đề rắc rối nhưng lại không có lòng tin thực hiện, vượt qua, thì bạn nên đeo trang sức làm từ đá mắt hổ. Nó sẽ kích thích lòng tin và dũng khí hành động. Đối với những người có trí nhớ kém hay quên thì nên đeo đá mắt hổ ở vùng gần thái dương, như vậy sẽ giúp bạn tăng cường khả năng tập trung cho trí não. Đối với những người hay ốm vặt, thân thể suy nhược thì nên cầm mỗi tay một viên đá mắt hổ tương đối to rồi đi dạo, chạy, vận động cho đến khi ra mồ hôi thì dừng lại. Cứ làm như vậy mỗi tuần, làm từ 2 đến 4 lần sẽ cải thiện được sức khỏe. Đối với những người bị suy yếu dạ dày và đường ruột thì nên cầm quả cầu đá mắt hổ xoa vào vùng bụng sẽ giúp cho chức năng của các bộ phận vùng bụng khỏe lên. Đá mắt hổ có thể sử dụng để chữa các bệnh về cổ họng, về mắt và sinh sản. Đồng thời, nó có thể làm xương cốt trở nên cứng cáp, loại bỏ mệt mỏi và giảm đau. Tuy nhiên, đây là kinh nghiệm có tính truyền miệng, vì vậy bạn không nên bắt buộc làm theo mà chỉ nên tham khảo. Ứng dụng của đá mắt hổ trong làm đồ trang trí. Vì đá mắt hổ có độ bền cao, có ánh thủy tinh bắt mắt và ẩn chứa rất nhiều công dụng, nên người ta thường dùng nó làm nguyên liệu cho các đồ trang sức. Đá mắt hổ là một loại đá biến chất có màu sắc từ vàng đến nâu đỏ. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn chúng dựa trên màu sắc phù hợp với cung mệnh của mình để phát huy hết công năng của nó. Dưới đây là một số màu sắc của đá mắt hổ tương ứng với vận mệnh của mỗi người. Đối với các loại trang sức có đá mắt hổ đỏ nâu, trong ngũ hành, màu nọ đâu thuộc hành hỏa, vì vậy nó rất thích hợp với những người mang mệnh hỏa và mệnh thổ. Đối với các loại trang sức đá mắt hổ vàng nâu, trong ngũ hành, màu vàng nâu thuộc hành thổ, vì vậy nó rất thích hợp cho những người thuộc mệnh thổ và mệnh kim. Đối với những loại trang sức có đá mắt hổ vàng tươi, trong ngũ hành, màu vàng tươi thuộc hành thổ, vì vậy nó rất hợp cho những người thuộc mệnh thổ và mệnh kim. Đối với các loại trang sức có đá mắt hổ xanh đen, trong ngũ hành, màu xanh đen thuộc hành thủy, vì vậy nó rất thích hợp cho những người thuộc mệnh thủy và mệnh mộc. Một số lưu ý giúp bạn tránh chọn những viên đá mắt hổ kém chất lượng. Do nó khá hiếm trong tự nhiên, dẫn đến giá thành của nó khá cao, vì vậy xuất hiện một số kẻ xấu vì chuộng lợi mà giảm giá mắt hổ. Đương nhiên, với những viên đá mắt hổ giả này, nó sẽ không mang đến lợi ích của những tác hại gì cho bạn, nhưng bạn cũng có thể thử các cách sau đây để chọn mua viên đá đảm bảo chất lượng phù hợp với mình. Đối với những viên đá có màu sắc không có trong tự nhiên như hồng, xanh lục, cam thì đó chính là hàng giả được nhuộm màu. Đối với những viên đá có màu sắc trong tự nhiên, để chắc chắn đó là thật hay giả thì bạn có thể thấm một ít dung dịch acetone ra một miếng vải nhỏ, sau đó lau vào viên đá. Nếu màu của viên đá xuất hiện trên miếng vải thì đó cũng chính là hàng giả được nhuộm. Cách này khá hay,
Tuy nhiên, nó chỉ có thể phát hiện ra đối với những viên đá được xử lý khá nhiều lần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!